với trộn thêm hai bịch cô mít hộp á. Lúa này gần tháng rồi, cô em 18, hôm trời mưa quá trời, lúc đầu lúc cổ luôn. Dặn hết chưa? Hai. Xin chào mấy chú cô. Bữa nay đến với kênh Đại Lúa. Cái này OM. Đó. 20 tới thì tháng. Bữa nay 17 là 27 ngày. 27 ngày. Bữa nay xạ phân được 2. Thì đợt trước cũng gì? Đợt trước cũng màu này DB với phân lạnh không à. Với trộn thêm hai bịch cumix hộp á. Cumix hai bịch cumix hộp. Rồi. Có hai loại đó mà xạ cho con công 15 kg. Còn đợt trước cũng y gan nhưng mà đợt trước thì không có trộn cumix. Đợt này có trộn cumix. Bởi vì nó có hai màu, hộp cumix nó màu đen nữa, bởi vì nó có hai màu mấy chú. Thấy không? Lúa này chưa có xịt thuốc sâu bệnh, nó không có sâu bệnh cũng đỡ, thì chắc xạ phân rồi cũng xịt rồi, nó xạ phân rồi chắc cũng bữa với hai nữa xịt luôn, tại mùa này mùa mưa mà xịt ngừa bệnh. Cái miếng trên kia nó bị ung thư quá trời luôn kìa. Đó. Cái miếng trên kia nó bị ung thư quá trời. Cái này hai mấy ngày còn mấy lỗ này bị mất mà chưa có cấy nữa. Này giống OM18, cái khu này thuộc về xã Lư An Trà, huyện Chi Tôn, tỉnh An Giang. Trời mưa lâm râm tới. Này xạ hai lần là mới có 30 kg phân à. Lúa này gần tháng rồi, cô em 18, hôm trời mưa quá trời, lúc đầu lúc cổ luôn. Chưa xịt cử thuốc sâu bệnh nào hết á. Bởi với hai nữa là xịt. Còn miếng cái bên xạ trước 3 ngày 4 ngày gì đó, xạ phân hôm nay rồi, lâu rồi đó, bây giờ nó xanh đen luôn. Đất này bề ngang nhỏ cho nên mình đi lối xuôi đó, không có qua lại, mình đi lối xuôi một khuôn gì là đi hai lối, mà một lối chỉ đứng bờ mẫu cũng như là đi lối gửi à. Trắng giật lại
lần này đi rồi ra quá bờm nó đi rồi mũ nổi nó rồi cái nào ấy hay không cắt điện mạnh qua coi. Lúa vụ này cái vụ hè thu rồi á là năng suất cũng trúng lắm, trúng không mà làm từ 800 cho lên vùng ngoài mấy miếng nào cắt trước không có bị mưa là 900 ký không. Còn ở vùng trong này nó đất nó xấu hơn cho nên cắt có 700-800 mà đó, cũng được hơn mấy năm về trước. Còn vụ lỡ này thì chưa biết, hiện lúa hiện giờ mới có hai mấy tháng bốn mấy ngày à. Mặt trời là cái gì? Trời thấy. Lát nữa tôi đi theo ông đi rồi lát trả lời quẹ là cái xuống. Cái miếng lúa bên đó đó mới xịt máy bay hồi sớm á, nó xịt hồi lúc 5 giờ. Cái máy bay cái miếng lúa nó xịt đổ bè muốn có. Rồi ở trong kia còn gom là cái miếng lúa Nhật. Bên đó xịt máy bay xịt nén mà kéo dây đó mà bây giờ lỗi hết nổi rồi kêu máy bay xịt hồi sớm. Chứ bên đó là xịt nhà không đó cũng OEM nó sạn lược bên đây nè. Thì bên đó ngày mai cũng xào phân luôn. Bữa nay xạ ở dưới đó đó, đang xạ dưới đó đó. Đó mấy ổng đang xạ dưới đó đó. Lát nữa mấy ổng lên xạ đây luôn.
khu này là khu ở ngoài về gần gần tiền. Lúa này chắc chủ ruộng chắc nghĩ cấy luôn, cái nhà cấy mấy cái lỗ nào mắc nhiều thôi, mấy cái lỗ ít thì chắc không có cấy không. Mặn phân cũng không có nặng đâu, công chừng 50. Có mấy cái chỗ khác á là người ta mặn 70 kg, 60 kg không à, 60-70 kg. Khu này 55 nhiều. Cái này cũng có sâu lá lai gai rồi. Sâu lá nhậm gì. Video đến đây là hết. Mấy chú cô nhớ xem đăng ký kênh ủng hộ cho mình Đại Lúa. Xin chào, tạm biệt.